Một trong những chuyện được nói tới nhiều trong giới văn nghệ hải ngoại vào năm ngoái là vụ việc liên quan đến hoạt động của hội từ thiện Hoa Thiện Tâm ở quận Cam, khi một nhóm ca sĩ từng sinh hoạt chung trong hội bất ngờ đưa ra nhiều bằng chứng cho rằng ca sĩ Hồ Lệ Thu không minh bạch trong việc điều hành hội thiện nguyện này, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tài chính. Hai phía đã có nhiều lời qua tiếng lại, kể cả trên các phương tiện truyền thông tại địa phương vùng quận Cam lẫn trên các trang mạng xã hội. Nhiều trang báo trong nước cũng đã vào cuộc đưa tin vì hoạt động của hội Hoa Thiện Tâm có liên quan trực tiếp đến một số hội từ thiện giúp người nghèo khó, tàn tật trong nước. Cao trào của vụ việc này là đơn kiện do ca sĩ Hồ Lệ Thu nộp lên tòa án quận Cam kiện các ca sĩ Giáng Ngọc, Nguyễn Tiến Dũng và một số ca nghệ sĩ khác về các tội danh liên quan đến vu khống và mạ lị. Để theo đuổi vụ kiện này, cả hai phía đều thuê luật sư đại diện với chi phí khá cao. Ngày 12 tháng Giêng năm 2016 vừa qua, quan tòa ở quận Cam, miền Nam California đã có phán quyết sơ khởi về vụ kiện này với kết quả có lợi nghiêng về phía nhóm ca nghệ sĩ bị kiện. Theo các luật sư của phía bị kiện, tòa đã bác đơn vì cho rằng không đủ bằng chứng để hình thành vụ kiện. Phố Bosa TV đã tiếp xúc với luật sư và các ca nghệ sĩ của phía bị kiện ngay sau phiên tòa. Mr. Masson filed that anti-slap motion and the court granted it. The court looked at the plaintiff's evidence and essentially said that she wouldn't be able to likely prevail in the end, and therefore the court is kicking the case out. For these defendants, the case is over. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 12 tây tháng Giêng năm 2016, chúng tôi có mặt ở tòa án quận Cam ở thành phố Santa Ana. Ngày hôm nay ở đây có diễn ra buổi xử vụ kiện giữa ca sĩ Hồ Lệ Thu với một nhóm nghệ sĩ ở đây. Ngày hôm nay chúng tôi thấy nhiều người trong nhóm nghệ sĩ là phía bị kiện cùng với luật sư. Xin chào mọi người, có thể cho biết cái vụ kiện này một cách tổng quát để cho những người chưa có dịp để biết qua đó, thì cái vụ này nó xảy ra như thế nào? Mời Giáng Ngọc ạ. Giáng Ngọc xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Trước tiên thì phải nói cùng với các anh em ngày hôm nay thì ai cũng đều cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái xúc động và vui khi mà cái kết quả cái vụ kiện vừa mới xong. Sau khi mà cái thời gian vừa qua phải nói là tính đến nay là 2 năm rồi, khi mà bắt đầu được mời để mà coi như là có những cái đóng góp cùng với tất cả các bạn bè để mà dính tới cái vấn đề Hoa Thiện Tâm, thì các anh em cũng đã lên tiếng để đòi hỏi cái sự công bằng, cũng như là đặc biệt là muốn biết rõ về cái số tiền như thế nào. Thì sau đó thì các anh chị em nghệ sĩ đã có một cái đơn kiện. Trong cái vụ kiện này thì cô Hồ Lệ Thu kiện các anh chị em nghệ sĩ, nói là các anh chị em nghệ sĩ đã vu khống và mạ lị cô. Sau đó thì chúng em, sau những cái chuyện như vậy thì chúng em cũng đã có lên tiếng và nhờ một số các luật sư đại diện. Và khi mà đại diện như vậy thì cuối cùng tòa đã xử là cái vụ kiện này đã bị bác bỏ, tức là không có thành lập. Và coi như là một coi như là chúng ta đã được thắng. Nguyễn Tiến Dũng cũng xin kính chào quý vị, và nếu quý vị đang xem đài Phố Bosa TV thì sẽ thấy những nụ cười trên những gương mặt rạng rỡ là sẽ biết được những kết quả ra sao. Bởi vì sau một thời gian dài thì chúng em đã thấm thía được cái tình nghĩa anh em nghệ sĩ, cũng giống như mình phải biết được cái quyền của mình, đó tức là tự do ngôn luận, và đã được bảo vệ bởi pháp luật của Mỹ, và chúng ta nên nói một cách cẩn trọng và không bôi xấu, không mạ lị, không dạy hết. Do đó mà mới có kết quả ngày hôm nay. Chắc có lẽ trong thời gian vừa qua quý vị cũng theo dõi thì các anh chị cũng đã chia sẻ hết với quý vị rồi. Thì sau cái vụ xử thắng cho cái đơn kiện sáng nay thì Vũ cũng chỉ thắp thêm cái niềm tin cho các anh chị em ca sĩ trong nhóm là mình chính nghĩa thì luôn được luật pháp bảo vệ. Thưa quý vị, em chỉ muốn nói thế thôi. Dạ, Mỹ Vân xin kính chào quý vị khán giả và chào anh Lân. Thì giống như là Mỹ Vân cũng rất là vui vì hôm nay chắc chị em ở đây đã chiến thắng. Bốn người trong cái đơn kiện ngày hôm nay cũng xin cảm ơn những quý vị khán thính giả và những bạn bè trên thế giới, trên YouTube, trên Facebook.
đã ủng hộ và đã support chúng em rất nhiều. Ủng hộ ở đây tức là người ta không đứng hẳn về bên nào, nhưng mà người ta theo dõi từ đầu tới cuối, và người ta thắp thêm cho em, cho chúng em tất cả những cái niềm tin là công lý sẽ thắng, lẽ phải sẽ thắng, thưa quý vị. Trong những thời gian vừa qua thì tụi em cũng có một số các cái show thực hiện đã được support của rất nhiều khán giả ủng hộ để mà giúp cho cái vụ kiện này được tiến hành một cách tốt đẹp. Thì cái đó là một cái điều mà không phải chỉ có các quý khán giả không thôi, mà còn có các anh chị em nghệ sĩ nữa, những người lúc nào cũng sát cánh bên cạnh, quan tâm và giúp đỡ không ít thì nhiều. Cái đó là một cái điều mà quan trọng nhất đối với chúng em. Thì khi cái vụ kiện này xong thì thật sự là cái tình anh em nó càng ngày càng thắm thiết hơn, và mình hiểu một điều là cái cuộc đời không phải chỉ có những cái chuyện sai, mà phải có cái đúng, mình dám nói cái đúng thì người ta mới thấy được cái chuyện đó sai. Và cái quan trọng nhất ở đây là mình làm vì cái điều đúng. Thành ra chính bản thân tụi em trong những năm vừa qua, khi mà bị, dù là bị kiện, nhưng mà tụi em không có cảm thấy lo lắng hay là buồn nhiều. Thật sự là như vậy. Nhưng mà thật ra cũng có áp lực rất nhiều. Áp lực đúng. Nhưng mà thật sự ra là mình không có lo, tại vì mình vẫn nghĩ một cái điều duy nhất là cái lương tâm mình làm đúng thì mình sẽ cảm thấy rất là an tâm, thưa anh. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, chúng ta vừa mới nghe chia sẻ của một số người trong phía bị kiện trong vụ kiện giữa hai phía. Hy vọng trong những ngày tới chúng tôi sẽ có dịp tiếp xúc với phía nguyên đơn, ca sĩ Hồ Lệ Thu. Phố Bô Sa TV đã liên lạc qua điện thoại với ca sĩ Hồ Lệ Thu là phía nguyên đơn. Cô cho biết theo luật sư đại diện, cô không bắt buộc phải có mặt tại tòa trong phiên xử vừa qua. Đồng thời vì bận rộn với những công việc khác nên cô đã vắng mặt. Về dự định trong những ngày tới liên quan đến vụ kiện, ca sĩ Hồ Lệ Thu cho biết cô chưa gặp lại luật sư đại diện kể từ sau phiên tòa nên chưa có câu trả lời chính thức. Khi Phố Bô Sa TV đề nghị phỏng vấn về vụ việc này, cô cho biết sẽ thông báo trong thời gian tới.